Mày là con hồn à? Mày khôn hồn thì lo thằng Bú Vàng ra đây. Anh em nhà Tippy ở ngoài kia đang cố tìm cách gây chuyện với bố đấy. Vậy phải làm sao đây hả bố? Con tìm cách lẻn đằng sau ra nhà nó phá hoại nhà nó cho bố. Còn chuyện ở nhà cứ để bố lo, bố giữ chân anh em nhà nó cho. Dạ bố. Sao bố mình lại sợ anh em nhà Tippy vậy nhỉ? Thôi, mình là con trai của bố, mình phải làm theo lời bố. Sao bọn này nó chậm chạp vậy nhỉ? Hay là mở cửa xong vào em? Bọn mày có chịu ra đây không? Tao đếm 1 đến 3 mà bọn mày không ra là tao đạp cửa vào đấy nha. 1 2 3 Ô. Anh em khoan đã, có chuyện gì vậy? Mày là con hồn à? Mày khôn hồn thì lôi thằng Bú Vàng ra đây. Làm gì có thằng Bú Vàng nào ở đây anh? Thôi mày nói ra để bọn tao vào lục soát. Khoan anh. Mày khoan cái gì? Để anh em tao vào lục soát. Thằng Bú Vàng đâu đây? Mày mau ra đây. Kiếm Bú Vàng đâu được đấy em? Mày mà mình thông minh đã lên kế hoạch cho Bú Vàng ra phá quán này bọn nó. Anh em bọn mày có tìm đến sáng mai cũng không thấy được Bú Vàng đâu. Mày giấu Bú Vàng ở đâu rồi? Mày mau khoan ra. Em đã bảo là không có mũ vàng ở đấy rồi mà. Mày được lắm.